Chào bạn, đến đây mình sẽ demo cho bạn thấy được chúng ta sẽ sử dụng coupon như thế nào. Đây là cách để bạn có thể tự hướng dẫn cho khách hàng của mình hoặc là cho cộng tác viên của mình để sử dụng mã coupon của các bạn khi các bạn đi tặng ha. Ví dụ như ở đây mình có một cái mã coupon là đây đúng không? Cái mã này là của Canva, một cái khóa học Canva. Lúc nãy mình làm đúng không? Cho một cái ID sản phẩm này. Hoặc là cho mức ưu bãi 50% cho tất cả các sản phẩm đó. Thế thì khi mà chúng ta đẩy qua khu vực của công tác viên 50% thì đây chắc chắn là cái mã của đây giảm giá theo phần trăm của à... của tất cả các sản phẩm đúng không? À, đó, như vậy ha Thế bây giờ mình sẽ copy cái mã này đi để mình sử dụng xem như thế nào Trong trường hợp mình tặng cái mã này cho khách hàng của mình ha Thế đầu tiên mình sẽ mình sẽ vào website trước để mình tạo một landing page hoặc là mình làm đơn giản là mình copy nguyên ha. Copy nguyên cả cửa hàng này. Hoặc là mình copy luôn cả cái này. Mình không cần copy nữa thì mình sẽ lấy luôn này ha. Mình sẽ lấy luôn URL luôn. URL của cả cái site này luôn. Copy URL này là của cả website luôn ha. Đó. Rồi mình sẽ phải chọn một tài khoản khác, cái mã tức là một cái trình duyệt khác để mình mở, không được dùng cái trình duyệt này nha. Tốt nhất là bạn nên gửi cho khách hàng để test ha. Đó, ở đây. Đó, sau đó mình sẽ vào cửa hàng xem mã nó có nhận cho cái người up bốn này không ha. Cửa hàng. Đó, mình sẽ chọn 1, 2, 3. Đó, xem nó có giảm tất cả 50% đi không ha. Sau đó mình ấn vào xem giỏ hàng. Rồi, tất cả là bao nhiêu đó mình sẽ 3, 6, 9, 7 này. Đó. Thế mình sẽ quay về mình lấy cái mã coupon. đây. Ờ, xem nó có giảm 50% không ha À? Thì đây là cách để chúng ta sử dụng mã coupon thôi. Chúng ta chia cho khách hàng, chia sẻ cho khách hàng. Thì trường hợp này ví dụ đây là một người khách hàng đúng không? Chúng ta ấn áp dụng. Đó, giảm đi 50% các bạn ha. 3697 thì nó giảm đi một nửa. Đó, sau đó chúng ta ấn tiến hành thanh toán. Rất là hay ha. Như vậy chúng ta đã tạo mã coupon thành công rồi. Đó, thì tương tự như vậy. Ở đây đã có mã giảm giá rồi này. Cái phần mềm này, đây là cái phần mềm check out thì nó đã có mã giảm giá rồi thôi. Ok. Thì nó sẽ còn như vậy. 1848. Sau đó mình sẽ lại gõ một cái tên khác. Test để xem nó có nhận cho cái người này không ha. Rồi. Mình sẽ gõ một cái email là kết nối Đây, email. Đây là số điện thoại. Đó. Rồi, sau đó mình ấn vào tiến hành thanh toán ha, mặc dù mình lấy mình lấy tổng cái trang luôn của cái cả cái website luôn. Rồi, như vậy ha. Thế thì chúng ta sẽ quay lại. Ở đây thì mình đã test được coupon trừ 50% là ok rồi ha Sau đó mình sẽ quay trở về đây Quay trở về khu vực Đây Khu vực đại lý, khu vực công tác viên Đó, chúng ta đã thấy đang chờ rồi ha đó, Như vậy là chúng ta đã thành công đúng không? Đó, đã ghi nhận cho công tác viên này rồi Thì chúng ta cũng làm tương tự như những video trước mình giới thiệu cho các bạn thôi và ở đây mình nói luôn cho các bạn Nếu trong trường hợp ha Trong trường hợp Ở đây cái đơn hàng này này Mà bạn sử dụng tính năng chuyển khoản tự động um, Chuyển khoản tự động các bạn nha Ví dụ đây Thì ở đây mà mình chuyển khoản tự động Mình quét QR code Rồi chuyển khoản này Thì đơn hàng này nó sẽ tự động hoàn tất Và nó sẽ ghi nhận affiliate này luôn Cho cộng tác viên à, Nó sẽ ghi nhận luôn cho cộng tác viên này luôn, đây các giới thiệu vừa rồi đúng không ạ, nó sẽ ghi nhận này luôn, chấp nhận luôn cho cộng tác viên là giấc mơ cha pi này luôn, nha các bạn, tức là hoàn toàn tự động ghi nhận dựa trên kết quả automation của đơn hàng của phương thức thanh toán của ngân hàng các bạn nha, đó. còn cái trường hợp mà mình thanh toán thì đó là sau một tháng hoặc là bao lâu đó mình thanh toán cho cộng tác viên về cái commission cái hoa hồng của họ là khác nữa ok không các bạn như vậy thì mình đã cho các bạn thấy được luôn cái tổng thể của cái giải pháp website automation này nó hoạt động như thế nào từ khâu chúng ta chọn sản phẩm affiliate rồi chúng ta tạo mã coupon chúng ta đặt hàng thử và nó ghi nhận cho công tác viên ngay cả khi họ chỉ cần copy cái đường link cái trang chủ chúng ta đi chia sẻ ha đó là những gì mình muốn giới thiệu cho các bạn về cái giải pháp ngon bổ rẻ này ha chỉ vỏn vẹn có mấy video tuy nhiên bạn đã hình dung được và thấy được lộ trình phát triển để bạn tích hợp thêm cổng affiliate này cho công việc kinh doanh của bạn ha và nếu như bạn quan tâm thì hãy inbox với mình à, mình sẽ mời các bạn làm affiliate cùng những khoa học khác của mình cũng như là trong quá trình các bạn làm thực hành với giải pháp này mà các bạn có vấn đề gì thì cứ hỏi cho mình ha tuy nhiên đây là một giải pháp rất là tinh gọn ngon bổ rẻ và không tìm được ra đấy các bạn ha rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và đã đăng ký vào chương trình ngắn phát triển affiliate cùng website affiliate này chúc các bạn thành công